Xin chào, tôi là Minecraft. Sơn nhà là dự án sửa sang nhà cửa thông dụng nhất. Đó là một cách đơn giản và ít tốn kém để thay đổi cái nhìn của căn nhà. Với những kỹ thuật căn bản này và tiệm Lowe's, quý vị có thể thêm vào một cái nhìn hoàn toàn mới cho bất cứ căn phòng nào trong nhà mình. Căn phòng ta sơn cần được tân trang. Các bức tường có màu trắng ngà trung tính và ta cần thay đổi cái nhìn của căn phòng với màu sơn mới. Chị Maureen Davis, người thợ sơn chuyên nghiệp của chúng ta, sẽ chỉ cho ta những kỹ thuật sơn căn bản. Vậy thì thưa chị chúng ta cần những gì cho dự án này nào? Những vật liệu cần dùng cho công việc sơn là sơn cho trần nhà, tường và nẹp viền. Một cây cọ viền chéo góc, cỡ từ 1 inch tới 2 inch rưỡi. Một khung ống lăn và các vỏ bọc ống lăng, lông xù 3 phần 8 inch cho tường trơn và lông xù dài hơn cho trần nhà. Quý vị cũng sẽ cần một cái cây sao nối dài cho ống lăn, khai ống lăn và các miếng lót lòng khai. Một xô chứa 5 ga lông, cộng với các khoe khuấy sơn to và nhỏ. Một hộp đựng nhỏ khi sơn đường biên không bắt buộc, nhưng nếu có thì thật là tiện. Một cái thang, mắt kính an toàn, một chiếc nón của thợ sơn, một tấm vải che và băng dán của thợ sơn. Để quét dọn, quý vị sẽ cần dụng cụ 5 vào 1, một bồn rửa với nước máy, xà bông nước, khăn giấy và giấy bọc ni lông. Nếu quý vị cần giữ một chiếc cọ ướt qua đêm. Vì mỗi nhà mỗi khác, do đó hãy chắc chắn là quý vị có đủ mọi vật dụng phù hợp cho dự án của mình luôn luôn làm theo mọi chỉ dẫn của nhà sản xuất và đọc kỹ mọi nhãn hiệu. Nếu không thoải mái với việc sơn, xin hãy liên lạc với một thợ sơn chuyên nghiệp. Hãy xác định xem quý vị cần bao nhiêu sơn bằng cách tính diện tích căn phòng. Thường thì một long sơn dùng được cho 400 feet vuông. Nếu thắc mắc mình sẽ cần bao nhiêu sơn, xin hãy dùng công cụ tính toán lượng sơn tại lowes.com slash calculators hay có thể hỏi một nhân viên của Lowe's. Giờ đây chúng ta đã phủ kín lại sàn nhà và chuẩn bị căn phòng để sơn. Và quý vị nên làm trước đúng như vậy cho dự án của mình. Để biết những mẹo chuẩn bị căn phòng để sơn, xin hãy xem chuẩn bị các bề mặt để sơn tại lowes.com/vietnamese. Được rồi, bây giờ căn phòng đã sẵn sàng để sơn. Và chỗ đầu tiên chúng ta sơn sẽ là trần nhà. Do đó chúng ta sẽ dùng sơn trần nhà. Nếu quý vị muốn dùng màu trên trần nhà thì xin hỏi mua một loại sơn có sắc độ phẳng. Nếu dùng nhiều hơn một galon, hãy trộn tất cả vào trong một cái xô chứa 5 galon để tránh sự khác biệt màu sắc giữa các hộp sơn và luôn luôn phải quậy sơn cho kỹ. Hãy chắc chắn là căn phòng được thông hơi đúng mức khi sơn mở toan cửa sổ hay thậm chí hãy dùng quạt máy để lưu thông không khí. Cho thêm vài giọt tinh dầu vani sẽ giúp át mùi sơn, nhưng việc này không khử được hơi sơn. Nên dùng loại sơn với hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp. Hãy bắt đầu bằng cách vạch đường biên, đổ sơn gần điểm xuất phát. Quý vị có thể dùng khai ống lăn với miếng lót lòng khai hay có thể dùng một hộp đựng nhỏ sẽ dễ cầm hơn khi sơn đường biên. Hãy nhúng cọ vào sơn và gõ nhẹ nó vào bên hông hợp đựng. Hãy mang kính an toàn và nón khi sơn trần nhà. Trước hãy sơn các diện tích xung quanh mép trần nhà. Quét sơn ít nhất là 2 inch là đủ. Luôn kết thúc nét cọ lại vào trong sơn. Giờ đây, chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu vào việc. Hãy gắn khung ống lăng vào cây sào nối dài. Trước khi nhúng ống lăng vào sơn, hãy thấm ướt vỏ bọc ống lăng bằng một khăn giấy ẩm. Việc này sẽ giúp cho sơn thấm vào cho đều. Bắt đầu từ một góc trần và quét sơn theo một động tác hình chữ W. Làm như vậy trong từng ô 4 feet vuông. Khi khu vực đó đã sơn kính và còn ướt thì hãy chuyển sang khu vực kế tiếp và quét sơn theo động tác hình chữ W như vậy. Sơn chồng lên các khu vực sơn trong khi sơn còn ướt sẽ làm lẫn các mép sơn vào lại với nhau. Khi quý vị đã sơn được nửa trần nhà, hãy kéo ống lăn ngang qua trần nhà thật nhẹ nhàng. Như thế sẽ làm mịn bất cứ khu vực nào có sơn thừa và loại bỏ các đốm dây thần. Sau đó, chuyển sang vùng kế tiếp của trần nhà vẫn quét sơn theo động tác hình chữ W. Hãy sơn cho xong trần nhà. Phải chờ khoảng từ 2 đến 4 tiếng để sơn khô. Và khi trần nhà đã khô, có thể quét một lớp sơn thứ hai nếu cần. Giờ đây đã đến lúc sơn các bức tường. Hãy dùng những kỹ thuật giống như quý vị sơn trần nhà vạch đường biên xung quanh mép cửa và sơn các bức tường bằng cách dùng mẫu hình chữ W. Hãy nhớ sơn chồng lên các khu vực sơn khi sơn còn đang ướt. Làm mịn những chỗ sơn thừa khi sơn được nửa bức tường. Sau đó chuyển sang nửa bên kia tường. Tường sẽ khô trong vòng 2 đến 4 tiếng. Khi tường đã khô, hãy sơn nẹp viền bằng một cây cọ viền chéo góc. Luôn luôn kết thúc nét cọ vào lại trong chỗ vừa mới sơn. Hãy quét lớp sơn thứ hai vào nẹp viền nếu cần khi sơn đã khô, quý vị có thể rửa sạch dụng cụ của mình. Sơn nhựa sẽ rửa sạch được bằng xà bông và nước. Chỉ vũ sơn ra khỏi cọ và dùng bàn chải sắt để chải sơn ra khỏi lông cọ. Và khi nước rửa đã sạch thì cây cọ cũng sạch. Nhớ rửa cả cán cọ nữa. Vuốt cây cọ lại như cũ và để cho nó thật khô trên khăn giấy. Bây giờ sẽ mất thì giờ hơn để rửa sạch các vỏ bọc ống lăng. Vẫn để vỏ bọc trên khung rửa vỏ bọc dưới máy nước cạo sơn ra bằng dụng cụ năm và một khi đã rửa ra phần lớn sơn rồi hãy lột vỏ bọc ra khỏi khung và tiếp tục cạo quý vị có thể dùng xà bông để giúp làm bông sơn ra khi vỏ bọc và khung lăn đã sạch hãy dựng đứng vỏ bọc trên khăn giấy hãy dọn đồ đạc lại vào chỗ cũ sau khi xong việc Chúng ta đã cho căn phòng này một vẻ nhìn và cảm giác hoàn toàn mới khi dùng các kỹ thuật sơn đúng cách và sơn có chất lượng. Lowe's cung cấp các loại sơn chất lượng cao và hàng ngàn màu sơn được lựa chọn. Chúng tôi còn có thể phối màu theo yêu cầu cho bất cứ mẫu màu nào quý vị đem đến. Để tìm hiểu các dự án sửa sang nhà cửa, hãy xem những đoạn video cách làm khác tại lowes.com/vietnamese.